Alô? Алло. А, доброе утро. Доброе утро. Как дела? Хорошо. Хорошо. А, em đã xem lại video bài cũ chưa? Dạ em xem rồi. À, tạ хорошо, super nhạt này đấy. Tất cả mọi việc đều tốt chứ, hiểu cả chứ. Dạ vâng ạ. À, tạ хорошо. À, thế thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp phần từ loại ở cách 4 đấy. Hôm trước chúng ta xem phần danh từ rồi, đúng không? Đấy. Dạ Tạ. vâng. À, hôm nay thì chúng ta sẽ đi nhanh phần từ loại cách 4. À, thực chất Vâng. ra thì cách 4 nó là khá dễ cho nên là chúng ta cũng có thể là học nhanh được thôi. Tạ, trước hết là chúng ta sẽ xem đại từ nhân xưng đấy. À, Dạ. đại từ nhân xưng ở cách 4. À, đại từ nhân xưng. Đại từ nhân xưng, đại từ nhân xưng đó là các đại từ chỉ người. Đấy, đại từ chỉ người chúng ta có đại từ gia, tươi, Dạ. sau đó là mới, vui đấy, sau đó Vâng. là đến ôn, ăn ná và anh nhỉ đấy, ôn ăn ná anh Vâng. nhỉ. Ta khá sở với chúng ta sẽ cùng nhau xem những cái này nó biến đổi sang cách 4 như thế nào. Ngôi gia khi sang cách 4 sẽ thành là mi nhà đấy, mi nhà, Nhà. ta mi Dạ. nhà đấy, mi nhà. Ta ngôi tươi sẽ thành là chi bẹt, Nhà. chi bẹt, đấy, ngôi tươi sẽ thành chi bẹt, đấy, tạc, ngôi mươi thì sẽ thành là nás, sờ nhẹ đấy, ngôi vui thì sẽ thành là vás, ngôi ôn, Dạ ngôi ôn, thì nó sẽ thành là yê vua, ôn đấy, gia vụ ngôi ăn na, ngôi ăn na thì nó sẽ thành là yê dô đấy, và ngôi gia ngôi anh nhỉ, ngôi anh if nhỉ thì nó sẽ thành là ich đấy, ich đó. Thì trước thì gọi là để nhớ cái bảng này thì thực chất thì các em cũng không cần phải nhớ mà chúng ta chỉ cần làm ví dụ và nói nhiều lần đấy với chúng đấy. Để làm ví dụ với cách 4 thì chúng ta có thể lấy một vài cái động từ đấy. Động từ thứ nhất là chúng ta sẽ có động từ sprachuvac. Động từ sprachuvac nó chia theo nhóm một đấy và nó trả lời câu hỏi ca vô đấy, ca vô, Dạ. a chôm, a chôm đấy, có nghĩa động từ sprachuvac có nghĩa là hỏi đấy, Vâng. hỏi, hỏi thế và hỏi thì hỏi ai, ca vô thì là cách 4 đấy, Vâng. ca vô đây là chính Vâng. là cách 4 đấy, đấy. Thế Vâng. còn a chôm này thì là cách mấy? A Anh chôm chung là là cách cách ba. cách 6 đấy. Cách 6. Cách Đã. sáu. Gọi À, là cách em ít. nói cách 3 là gọi là để cho nó có trả lời thôi chứ còn trên thực tế thì không phải đấy. Đấy. Ai chôm, câu hỏi ai chôm là câu hỏi của cách 6 bởi vì sao? Nó có giới từ ô đấy. Giới từ ô là giới từ cách 6 đấy. Tạc sao đấy. Đó. Sprachuvac ca vô ai chôm đấy. Đó. Bây giờ chúng ta Vâng. sẽ lấy ví dụ với cái động từ này đấy. Tôi hỏi, ví dụ bây giờ nói tôi hỏi cậu, tôi hỏi cậu Vâng. về việc học tập. Vâng. Ya Yaspras sprachuvayu ai you chibya đấy, sprachuvayu chibya kita đấy. kita A a chồm a a a a b đấy, a u chua bia đấy, chuẩn a bu chua bia đấy, chuẩn bị đó a bu chua bia. Thế tại sao đây là giới từ ô mà đây lại là có câu hỏi đây là ai chôm, tại sao nó có thêm ô đấy, thêm bờ đấy, nó có hai hai nguyên âm đứng liền nhau đấy, nó nó là hai hai giấy nguyên âm, từ hai nguyên âm nó ô đứng liền nhau cho nên là người ta và thêm chữ bờ cho dễ đọc đấy. Nói nguyên nôm na là như a vậy đấy, để cho nó dễ vâng đọc đấy. Tạc. Khrasho, nếu bây giờ ta ô sẽ lấy một cái ví dụ khác đấy. Tôi hỏi các bạn về việc làm. Ia spra Yas shivayu, Brasitayu các bạn là if vui là thành vas đấy. Vác Vui, các Vác bạn là vas đấy, vui vas. Yes, Vác prasivas Vác a ô ô ra nghĩa là ra ra bộ chia ara bộ chia về công việc đấy. ra công việc mà Tôi hỏi các bạn về công việc. vâng Yes, prasivas ara bộ chia. Thế vâng thì đây, bây giờ sẽ nói là anh ấy hỏi tôi về gia đình. Anh ấy là gì nào? On ôn prasivai you yet đấy. On yes prasivai yet. và dạ mình Hỏi nha tôi đây là ya đấy, tôi đây là ya và chuyển nha thành là gì? Mi nhả đấy. nha Ya on sprachuvayt
mi nhà đấy, on spras mi nhà, à về gia đình, à xiêm mẹ, à xiêm mẹ đấy, on spras mi nhà, à xiêm mẹ. Đó, thì vậy thì đây là một vài cái ví dụ, một vài cái ví dụ mà sử dụng các đại từ, các đại từ nhân xưng ở cách 4 đấy. Đã. Đây là đại từ nhân xưng ở cách 4 đấy. Đó. Thế và khi áp dụng vào câu thì nó sẽ là như thế này. Đây là chi bé. Chi bé là tươi đúng không? Xuất phát là từ tươi. Đúng không nào? Vas xuất phát là từ gì? Từ tự vui đấy. Vì và đúng không? Đấy. Mi nhà là xuất phát từ gì? Ya. Xuất phát từ ya đấy. Đó. Так. Я спрашиваю тебя об учёбе. Я спрашиваю вас о работе. Он спрашивает меня о семье, да? О семье. Ну вот так вот, да? Так, хорошо. Да. А, thì tiếp theo nè. À, tiếp theo. À, đây là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem các đại từ nhân xưng. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem về các đại từ sở hữu. Đại từ sở hữu là gì? Đại từ sở hữu là các từ mà nó chỉ sự sở hữu, đấy. Chỉ sự sở hữu. À, trong đó có các đại từ sở hữu gì nào? Môi, đúng không? À, từ vối đấy, nash đấy, vash à, vash đấy. Sau đó là gì? Yivu, yivu, yiyu, đấy, ik đấy. À, môi là của tôi, từ vối là của bạn đấy, nash là của chúng tôi, vash là của các anh, của các cậu đấy. Tak, rasok đấy. Đó. Thế môi à, do vấn đề ở chỗ là gì nào? À, chúng ta nhìn thấy ở trên này, ở trên này. À, đại từ nhân xưng nó chỉ có một dạng đấy thôi. Sang cách 4 thì chỉ có một dạng đấy thôi đấy. Đó. À, bởi vì sao? Nó không có chuyện biến đổi theo giống và số đấy. Bởi vì sao? Nó là đại từ nhân xưng, nó chỉ chính cái người đó rồi. Còn gì phải thay, còn thay thay đổi gì nữa đấy. Đó. Thế mà à, đại từ sở hữu thì nó sẽ có sự biến đổi theo giống, số và cách đấy. Cho nên sẽ nó sẽ có một số dạng. Môi à, môi thì nó sẽ chuyển thành gì? Nó sẽ chuyển thành à, mai ye vô đấy, môi thành mai vô đấy. Đã. Tôi tờ vôi à, thì nó sẽ chuyển thành tờ vai ye vô, vai ye vô. Nash thì nó chuyển thành gì? Nash, nash nó chuyển thành gì nào? À, nash nó chuyển thành na she vơ, nash she vas thành va she vơ đấy. Thế còn ye vô ye yo if thì nó không thay đổi rồi đấy. À, mấy cái này nó không thay đổi à, đúng không? Đấy. Đã. À, vậy thì Yivu Yuyuk thì lúc nào nó cũng như thế này, nó không biến đổi. Đó. À, thế thì à, chúng ta để nó một cái màu khác. Đó. Thế bây giờ vừa rồi chúng ta xem đây là gì nào? À, môi thành Mayivu. Thế nhưng mà à, nó còn có một dạng nữa là Maya, đúng không? Maya. Maya là danh từ giống cái, đi với danh từ giống cái đấy. Môi là đi với danh từ giống được, Maya đi với danh từ giống cái. Maya thì sang cách 4 là sang gì? Mai yu đấy. Mai yu. Mai yu. À, từ vai giá, từ vai giá sang cách 4 là sang gì nào? Từ vai yu đấy. À đúng không đấy? À thế bây giờ nash, nasha, nasha. À, đúng không? Nasha ví dụ nasha komnata đấy thì thành là gì? Nasu đấy, thành nasu đấy. Nasu. À, vasha và sa thì thành là gì? Và su su đấy, và su. À đó. Như vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là gì nào? Đây là à, các đại từ à, đại từ sở hữu đấy, đại từ sở hữu giống đực và giống cái đấy, giống đực giống cái. Thế còn bây giờ giống chung thì sao? À, em hỏi giống chung thì sao? Giống chung nó là gì? Giống chung nó là chỉ bất động vật đúng không? Đấy. Mà bất động vật chúng ta biết rằng là gì? Ở trong à, trong cách 4 à, những cái danh từ chỉ bất động vật giống đực và giống chung nó không thay đổi đấy. Vâng. Đúng không? Nó chỉ thay đổi giống cái thôi. À đấy. Vâng. À đó. Thế vì cho nên là đây ví dụ chúng ta có cái à, đại từ mayo là giống chung đấy. Thì sang cách 4 nó vẫn là mayo. Vẫn là mayo. Vẫn là mayo, bởi mayo pismo à, chẳng hạn nhé. Vẫn là mayo pismo đấy. Đó. Từ mayo. À từ mayo thì nó cũng vẫn là từ mayo. Từ mayo. À từ mayo. À đó. Thế bây giờ giống chung của à, đại từ nas thành là nashe, nashe đấy. À, nashe thì thành là na, vẫn là nashe đấy. À, vashe à, thì thành là vẫn là vashe đấy. À, vashe thì nó vẫn là vashe. Tác
đấy, và sẽ đúng không đấy. Vâng. Đó à, thì qua đấy chúng ta thấy là gì nào, là à, đó là chúng ta nhìn thấy là à, cái sự thay đổi của các đại từ sở hữu đấy. À thì còn một cái dạng nữa, nó đi theo số, số nhiều đấy, mai y đấy, mai y đấy. Vâng. Mai y thì ở đây nó lại phụ thuộc vào hai yếu tố. À, mai y đây nó đi với danh từ giống là danh từ chỉ động vật hay là chỉ bất động vật đấy. À đó, cho nên là cái phần này chúng ta bỏ qua đấy, bỏ qua. À, bởi vì sao, khi mà đi, đi gặp đến nó thì chúng ta sẽ giải thích hiện tượng, lúc đó chúng ta sẽ dễ hiểu hơn cái sốc đấy. Dạ, à thế như vậy là gì nào, vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau xem các đại từ sở hữu đấy, đại từ sở hữu ta. À, môi maya vô maya mày thành mayu đấy. À, môi thì thành maya vô maya thành mayu, mayo thì vẫn là mayu đấy, từ vôi thành từ vôi. Vô thế bây giờ chúng ta lấy ví dụ cho nó này. À, ví dụ cho nó. À, ví dụ cho nó đấy. À, ta. À, ví dụ như là ya ví dụ, chúng ta nói ya ví dụ. À, ví dụ. À, tôi nhìn thấy người em trai. Brat. 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 À, tôi nhìn thấy người em trai. À, đây là gì, mới là một câu nhưng chưa có đại từ sở hữu đúng không? À, đó. Vâng. À, bây giờ nếu tôi muốn nói là tôi nhìn thấy người em trai của tôi, ya ví dụ maya vô maya maya vô brat đấy, ya ví dụ maya vô brat đấy, đúng không đấy. À, chúng ta nhìn thấy đây, đây là đại từ sở hữu maya vô. Thế bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái từ từ vôi, không phải maya vô nữa mà là gì, chúng ta sẽ dùng là tvaya vô, tvaya vô đấy. À, tôi nhìn thấy là người người anh trai của bạn đấy. À, tôi nhìn thấy người anh trai của chúng ta, nas sever đấy, nas sever. À thế gì, vashever đấy, tôi nhìn thấy người anh trai của các cậu đấy, của các bạn đó, ví dụ vậy. Thì đây là chúng ta có từ brat là gì, à, là à, danh từ giống đực. Nên chúng ta sẽ lấy một ví dụ với danh từ giống cái. À đấy, à, ya ví dụ, ya ví dụ sistru đấy, sistru. Thế và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biến đổi à, các đại từ sở hữu có thể đi với cái danh từ này đấy. À, tôi nhìn thấy người em gái của tôi, mai mai mayu, mayu đấy. À, mayu đấy. À, ya ví dụ mayu sistru, mayu sistru. À, mayu sistru. Tak. À thế bây giờ chúng ta sẽ dùng từ vôi thành gì, từ vai vayu, từ vayu, ví dụ từ vayu sistru đấy, tôi nhìn thấy em gái của cậu đấy. À, tôi nhìn thấy em gái của chúng tôi, ya ví dụ na shu sistru đấy. À đấy, ya ví dụ va shu sistru, va shu sistru đó, thấy chưa đấy. Đó thế vậy thì đây, qua đây chúng ta thấy là danh từ giống cái thì nó sẽ thành đuôi u, thế và đại từ sở hữu thành mayu, từ vayu vasu nasu đấy. À thế bây giờ chúng ta sẽ lấy một ví dụ với danh từ giống chung đấy, ya ví dụ ví dụ akno đấy, ya ví dụ akno, tôi nhìn thấy cái cửa sổ. À bây giờ cửa sổ của chúng tôi, ya ví dụ mayu, mayu đấy, mayu akno đấy, ya ví dụ mayu akno đúng không đấy, ya ví dụ mayu akno, ya ví dụ tvayu, bởi vì sao, nó không thay đổi mà, chúng ta nhìn thấy nó không thay đổi mà đấy. À ya ví dụ tvayu akno đấy, à ya ví dụ na she akno đấy, ya ví dụ va she akno đấy, я вижу моё окно, я вижу твоё окно, я вижу наше окно, я вижу ваше окно, đấy. À, có đúng vậy không? Đấy. Vâng. À, đấy. Thế vậy thì qua đấy chúng ta thấy là gì nào? Là à, đây là cái biến đổi của các đại từ sở hữu, đấy. À, các đại từ sở hữu. Thế bây giờ chúng ta chuyển sang một phần thú vị hơn nữa, đó là phần à, các tính từ, đấy. Các tính từ. Các tính từ trong kênh 4 nó sẽ biến đổi như thế nào? Đấy. Đó. À. Thế thì chúng ta nhìn thấy là gì nào? À, về nguyên tắc thì chúng ta đã biết rằng là danh từ ở trong kênh 4 nó chia làm hai loại đấy. Hai loại. Đó là gì? Danh từ bất động vật đấy. Danh từ chỉ bất động vật. À đúng không? Đấy. À chúng ta sẽ ghi là danh từ chỉ bất động vật. Đấy. Bất động vật. Và danh từ chỉ động vật. Đấy. À đó. Thì cũng chính vì lý do như thế này mà à, tính từ nó cũng sẽ biến đổi tương tự như vậy đấy. À, tính từ nó cũng sẽ biến đổi tương tự như vậy. Nếu mà danh từ nó biến đổi thì tính từ nó mới biến đổi đấy. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ là à, chúng ta có từ novy dom đấy. Novy dom. Hoặc là novy dom. Dom là một danh từ chỉ bất động vật đúng không? Đấy. Dạ vâng. Đấy.
Novy đồ đấy, đồ Novy đồ, ngôi nhà đó mới. À, một ngôi nhà mới đấy. À, chúng ta sẽ có tập hợp thứ hai, Novaya komnata, Novaya komnata đấy. À, và một tập hợp từ thứ ba đó là Novaya akno đấy. Novaya akno, chúng ta thấy đây là gì nào? À, Novaya akno là gì? Là cửa sổ, danh từ giống chung đấy, danh từ giống chung, chung đấy. À, đó. Thế vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biến đổi nó sang cách 4. Đấy, sang cách 4. À, muốn biến đổi nó sang cách 4 thì chúng ta chỉ để nó làm bổ ngữ cho động từ mà đòi hỏi bổ ngữ cách 4 đấy. À, đó là gì? Đó là động từ vidět. Ya vidu. Tôi nhìn thấy đấy. Ya vidu. Tôi nhìn thấy một ngôi nhà mới. Đấy. Tôi nhìn thấy một ngôi nhà mới. À, đấy, đấy. Ya vidu đấy, đúng không? Ya vidu, tôi nhìn thấy một ngôi nhà mới. À, đúng không? Thế bây giờ muốn nói tôi nhìn thấy một cái căn phòng mới. Ya vidu novaya. À, phải là gì? Novuyu. Đấy. Novuyu. Komnatu. Đúng chưa? À thì u mà, đấy. Đó. À thì u. À, đúng không? Thế và tiếp theo nữa, tôi nhìn thấy một cái cửa sổ mới. Ya vidu novaya akno. Thế vậy thì chúng ta nhìn thấy là gì nào? À, chúng ta nhìn thấy cái câu là novy dom và novy akno nó không thay đổi. Nó chỉ có thay đổi nếu là cái dùng cái. À, cái danh từ dùng cái thôi, đấy. Danh từ dùng cái. Đấy. Tak. À, đúng không? Đấy. Tak khrasho. À, thế như vậy là gì? Đây là những danh từ chỉ bất động vật thì chỉ có dùng cái nó thay đổi. Thế còn gì? À, thế còn đối với danh từ giống được và danh từ giống chung nó không thay đổi. Nếu nó không thay đổi thì tính từ nó cũng không thay đổi. Vâng. Ê vậy? Đúng rồi, đó. Thế bây giờ chúng ta nhìn thấy nhé. Muốn đặt câu với cách 4. À, muốn đặt câu với cách 4, chúng ta sẽ lấy một động từ đòi hỏi bổ ngữ cách 4. Mà ví dụ tiêu biểu đó là động từ vidět. Nhìn thấy cái gì đó đấy. Vâng. Đó. Thế thì khi mà đặt vào làm bổ ngữ cách 4 thì danh từ giống được có tính từ đi cùng với nó sẽ không thay đổi. Danh từ giống chung có tính từ đi cùng với nó sẽ không thay đổi. Nó chỉ thay đổi khi là danh từ giống cái đấy. Cái, a thì thành u và đuôi nó sẽ đuôi của tính từ sẽ là no vuyu đấy. À, đó. Em hiểu chưa? Tak. À, tak khrasho. Thế bây giờ đó là gì? Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem danh từ bất động vật. Bây giờ chúng ta sẽ xem danh từ chỉ động vật thì nó sẽ biến đổi như thế nào đấy. À, thế là danh từ chỉ động vật thì chúng ta sẽ có, muốn thế chúng ta sẽ lấy từ druk đấy. Druk. Druk là danh từ chỉ bạn trai đấy. À, và chúng ta sẽ có novy druk, một người bạn trai mới đấy. Đúng không? Chúng tương tự chúng ta sẽ lấy một người bạn gái mới. Novaya padruga đấy. Novaya padruga đấy. À, novye novy, à, đối với danh từ chỉ bất động vật thì làm gì có giống chung đấy. À, xin lỗi em đấy, đúng không? Đấy. À, chúng ta chỉ có hai, hoặc là giống được hoặc là giống cái thôi, chỉ động vật như là giống được giống cái thôi, gì đàn ông hay đàn bà đấy. Chỉ con đực hay là con cái, đối với chỉ động vật nên chỉ con đực hay con cái, chỉ con trống hay con mái, con gà trống con gà mái đấy. À, chỉ con bò đực con bò cái chẳng hạn, ví dụ thế, đúng không nào? Đó. Như vậy thì chỉ có là giống được giống cái thôi đấy. À, giống được giống cái, giống cái thì biến đổi như là trên rồi đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cũng lại lấy ví dụ. Ya ví dụ, tôi nhìn thấy đấy. Tôi nhìn thấy một người bạn mới. Ya ví dụ. À, đấy. Ya ví dụ. À, bây giờ novy nó sẽ biến đổi đấy. Novy thành no vơ vơ no vơ vơ druga đấy. Druga druk thành druga brat brat ta đấy. Uchi chen là đấy. À, đúng chưa? À, em đợi tí nhé. Ta khrasho. À, như vậy chúng ta nói là gì? Ya vidu novaya druga đấy. À, dạ. Thế bây giờ cũng là cái câu này, tôi nhìn thấy một cô bạn gái mới thì chúng ta sẽ nói là padruga thì thành là gì? Padrugu đấy. Padrugu. Padrugu đúng không? Đấy, padrugu. Đấy. Thế và nova sẽ thành là gì? Novuyu. Novuyu. Novuyu padrugu. Ya vidu. Ya vidu novaya druga. Ya vidu novuyu padrugu đấy. À, đúng không? Vâng. À, đó, thì vậy thì đây, cho đến đây thì là chúng ta đã làm xong cái phần là gì nào? À, phần là danh từ. À, thứ nhất là danh từ, thứ hai là đại từ nhân xưng, thứ ba là đại từ sở hữu, thứ tư là gì? Tính từ ở cách 4 đấy. À, tính từ ở cách 4. Thế vậy thì qua cái phần vừa rồi là chúng ta đã có một cái khái niệm thế nào là từ loại trong tiếng Nga ở cách 4 đấy. À, đó. À, tất nhiên là đây là trình độ, như các em trình độ A1 đấy. À, trình độ A1. Thì
là mới chỉ ở cái mức độ thế thôi đấy. Chúng ta Vâng. tất nhiên còn có thể tham khảo thêm cái phần là số nhiều nữa, nhưng mà Vâng. do là ở cái chỗ nếu mà chúng ta đưa nhiều kiến thức quá thì lúc đó là chúng ta sẽ bị lẫn đấy, bị lẫn Vâng. tạc. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập một chút đấy, luyện tập một chút. Tạc, bây giờ là mình sẽ cho bạn một cái cấu trúc câu đấy, cấu trúc câu trong tiếng Nga. Chúng ta sử dụng ở cách 4, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc câu pa khổ. Pa khổ là giống đấy, na ka của giống ai đấy, giống ai, giống À ai, giống này. giống ai. Thì đây là ôn, đây là ôn đấy. Ôn, tại sao người ta lấy từ ôn? Ôn là giống đực đấy, ôn là Vâng. giống đực em chưa đấy. Pa khổ, anh ta giống ai đấy. Đó. Thì bây giờ ăn à, nếu mà ăn là thì sao nào? Anna Pakho ra đấy, Pakho ra Nakavo đấy, Anna Pakho ra Nakavo đấy. Thế và gì nữa nào? Anh nhì Pakho gì đấy, anh nhì Pakho gì Nakavo, họ giống ai đấy. Đó, cái câu này chúng ta rất thường sử dụng đấy. Ví dụ như là nói con trai thì giống bố nè, chúng ta sẽ nói con trai giống bố đấy. Đó đúng không? Ví dụ nó lấy cả cái cấu trúc này đây đó, ôn, ôn chữ ôn, ôn thay bằng gì nào? Sơn là con trai đúng không? Sơn pakhos na kavo, bố là ai? Pa papa đúng không? Papa. Thế nhưng mà nguyên tắc là gì? A phải thành u đấy. Sơn pakhos na pa pu đấy, Sơn pakhos na pa pu đúng không? Đấy, đó. Thế là con gái giống mẹ này, con gái giống mẹ. Lấy cái cấu trúc này đấy, con gái là gì? Dochka, Dochka, Dochka đấy. Dochka phải là gì? Dochka, Pako ba, ra cô sa, na ai nào? Mẹ là gì? am, Mama. am Mama thành mẹ, gì? Má mù đúng không? am Đấy. mu, Dochka am Pako ra na má mù đấy. Dochka mu. Pako ra na má mù. Ta khá show. Thế bây giờ nói bọn trẻ con nó giống ông. Giống ông của chúng nó đấy. Bọn trẻ con là gì? Dễ chi đấy, Yachi pa khô Apoji gì, dễ chi pa khô gì na, Na ông là gì? Nadia Yedushka đấy, Dusku Yedushka thì phải thành là gì? Dusku Na Yedushku, đúng không? Ku Chúng ta biết là cách cách bốn là gì? Cứ a thành u đấy. Vâng Bất kể đó là giống được hay giống cái đấy, cứ a thành u. Vâng Yedushka thành Yedushku đấy, Vâng Babushka thành Babushku đấy. Đó. Thế bây giờ nói là đứa cháu gái nó giống bà. Cháu gái là gì? Vâng, Vâng. nút cả đấy, vẫn nút cả, vẫn nút cả là cháu gái gọi bằng ông bằng bà đấy đấy, vẫn nút cả, Vâng. gọi là vẫn nút cả đấy, vẫn nút cả. Pa khô gì nào? Ra. Cứ giống cái thì phải là ra đấy, pa khô ra Vâng. đấy. Na giống Dạ. bà nào? Bà bu Abu cụ. Đúng rồi đấy, vẫn nút cả pa Vâng. khô ra na bà bu cụ đấy đấy. Thế bây giờ học sinh thì giống thầy, học sinh thì giống thầy. Ucheniki pa kho ri na, thầy là gì? Uchichen, Uchichen đấy. Sang cách 4 Uchichen sẽ thành gì? Uchichen. Chúng ta biết rằng cách 4 giống được cứ thêm a, và nếu mà phụ âm mềm thêm ya đấy. Đấy, Uchiniki pa kho ri na uchichen là, các bạn không? Uchi ni kippa khoshi no uchi chin là, đúng không? Đấy. Đó. Đúng không? Vợ thì giống chồng nè. Vợ là gì? Rena. Rena pa khổ gì nào? Ba không Gina Ra. Paco ra Ra đấy. Rena pa khổ ra. ra Đấy. na Na. mus Chúng ta có từ mus. Mus là một danh từ giống được kết thúc bằng phụ âm, khi sang cách 4 sẽ phải thêm đuôi a. Mu ra đấy. Jena ra Pako Jena Mu Ra đấy. Với chồng giống vợ này. Mush, chồng là Mush đấy. Pa Khosh đấy. Mush Pa Khosh đấy. Na Mush Pa Khosh Na, chồng giống vợ. Vợ là gì? Jena đấy. Jena sang cái Genu 4 phải là gì? Jenu đấy. Mush Pa Khosh Na Jenu đấy. Đúng không? Đấy. Em thấy là gì? Có một điều rất thú vị là gì? Những người chồng người vợ mà giống 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 nhau khi yêu nhau đã nhìn thấy rồi.
khi chúng nó yêu nhau mà nhìn thấy chúng nó mặt chúng nó giống nhau này biết là hai đứa này sẽ lấy nhau rồi, chắc chắn rồi. Đấy. À, có một điều thú vị là như vậy đấy. Vâng, thế thì cho em hỏi chút là cái từ pa 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 đây là giống đực như thế nhỉ? À, chúng ta có một cái lý thuyết là gì? Chúng ta có một lý thuyết là gì? À, tất cả những danh từ mà chỉ đàn ông thì nó là danh từ giống đực. Vâng, nhưng mà em cái trường hợp đấy là trường hợp đặc biệt nên là thành vẫn thành papu như thế nhỉ? À không, thế như thế này. À, tức là có những cái khái niệm về ngữ pháp, nó có khái niệm nó hoàn toàn nó độc lập với nhau. Đấy, hoàn toàn độc lập với nhau. Em hiểu chưa? Trước hết là chúng ta xác định là gì nào? Tất cả các danh từ chỉ đàn ông thì nó là danh từ giống đực. Đúng không? Dạ vâng ạ. Tất cả các Không, danh nhưng từ mà chỉ những con đực thì nó là danh từ giống đực. Không dạ vâng cần biết cái đuôi nó là cái gì cả. Em hiểu chưa? vâng không À thế bây giờ mới ý quay từ từ em cứ bình tĩnh. Sau đó là gì? Bây giờ biến đổi. Khi biến đổi thì dạ cứ A thành U. Còn a không cần biết nó là đực hay cái. Em hiểu à chưa? vâng Đúng nha. Tức là gì? Đây là cái khái niệm nó hoàn toàn độc lập với nhau. tức Đấy. là cứ đuôi là a là thành Đuôi u A thành hết đuôi U. Đúng không? dạ vâng À, babushka thì babushka abusku à, đó là danh dạ từ giống cái. dạ Yeduska là vâng danh từ giống đực. Yeduska thì do à danh rồi từ vâng giống em đực nhưng nhớ mà A lại cái vâng U. vâng Yeduska à, đúng chưa? dạ Pa pa dạ pa vâng pu ma 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 mu. Đấy. vâng vâng À đúng không? Cái nhí các cái còn nhí còn nếu à. mà danh từ mà giống đực mà lại không kết thúc bằng a thì mình mới chia là a cuối cùng nữa như brat là brata này đúng không Đó. À, ạ? đấy 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 là danh từ giống đực mà có gì nào tận cùng bằng Phụ âm ạ. bằng một phụ âm thì em phải xác định đó là chỉ động vật thì chỉ bất động vật. Dạ vâng đúng Nếu ạ chỉ bất động vâng vật nó không thay đổi, nếu chỉ động vật vâng thì nó thay đổi, thế mà đấy. vâng À thế dạ bây vâng giờ cái điều đó nó giúp cho em làm bài tập rất dễ, em nhá. Bây giờ chúng dạ ta bây giờ thầy giáo có từ Stella đó, chủ tâm lấy cái từ này để cho em không biết cái nghĩa của cái từ này là từ gì. Đấy strelu đấy đúng không? Thì đây vâng đây đến đây nhé, thì em thấy là gì nào? Là vâng bây giờ nói tôi nhìn thấy Strela đấy, ia yaju visu 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 strelu stre lu đấy. Mặc dù lu em có biết từ Strela là gì không, dạ em có em không biết đúng không? Tức là gì? Thì giáo vâng chủ tâm lấy cái từ để cho em không biết đấy. dạ Ia visu vâng stre lu, vậy thì em biết cái một cái lý thuyết là gì? A thì nó thành u mà em à không cần biết u nghĩa của nó đúng không? Có phải không? dạ vâng Em không cần biết nghĩa của dạ nó, vậy thì cái từ papa thì em cứ thành nó papu, em không cần biết abu nghĩa luôn đúng không? Đấy. dạ Đó. dạ Em thấy đó là gì nào? Đó là cái cách mà khi chúng ta làm bài tập đó, A là nhu. À đúng không? dạ vâng Đó. Thế còn nghĩa dạ của nó là gì không quan trọng. Thế mà bây giờ nếu dạ mà chúng nó muốn nói chúng nó lại phải biết nghĩa. Đúng không? Đấy. dạ À đó. Thế vậy thì đối với cái danh từ mà như thế này này. À ví dụ như bây giờ là một cái danh từ mà mình sẽ cho một cái danh từ mà em không biết đấy. À một cái danh từ nào đó mà em không biết. À, chọn một cái danh từ giống đực. Đấy, một danh từ giống đực. Đó. À, chọn giống từ danh từ giống đực, mình sẽ chọn cái danh từ nào mà em không biết để cho em làm ví dụ đấy. À, bây giờ người ta ya ví dụ ví dụ có từ chest. À, cái từ này em không biết đấy. Đó. Ya ví dụ chest đấy. À, chest. À thế vậy vậy thì cái từ này em có biến đổi được không? Em không biến đổi được được. Em không biến đổi được dạ bởi vì em biết nó là cái, em biết nó chỉ cái gì đâu. à vâng đúng ạ Bởi vì vâng sao nào? không Danh biết từ là giống đực nó bất động ở vật trong hay động cách vật cách 4, nó là chỉ động vật thì nó biến đổi, nó là chỉ bất động vật thì nó không biến đổi. Đấy. À thì vậy thì stress là cái gì? Stress là cái gậy đấy, cái dạ vâng gậy thể thao, ví dụ người ta nhảy cao những cái xét nó dùng cái gậy nó dài dài giống người ta chống người ta nhảy đấy, à, stress đấy. vâng Thì nó là một cái danh từ chỉ bất động vật chứ nó không thay đổi. Phải là gì? dạ Visual stress đấy. Đó. Thế còn đối với vâng danh từ giống cái thì nó bất cần. Nó không cần. Không cần là ông biết nghĩa nó vâng hay không đấy. Cái từ Stella là gì? Em không biết nghĩa của nó đấy. À đó, nhưng em vâng vẫn biến đổi được bởi vì em biết luật dạ là gì, A thành U. Nhưng mà đối với danh từ giống đực thì dứt khoát em phải biết nghĩa của nó. Đấy. Em biết nghĩa của nó là gì? Đó là chỉ bất động vật hay chỉ động vật. Nếu chỉ động vật thì em biết nó là phải thêm A, mà nếu chỉ bất động vật thì em không cần thay đổi nó. À đó, em hiểu chưa? Ta dạ crusher đấy. À stress có nghĩa là cái gậy này, đấy. Stella là cái mũi tên này, đấy, mũi tên, đấy. Đó. Là cái mũi tên tác như vậy đấy. Qua đấy thì em thấy là gì nào? À qua đấy thì em thấy là cái sự biến đổi của danh từ ở cái bốn như thế nào đấy. Tác khá là sốc đấy. À thế bây giờ chúng ta Dạ. sẽ lấy một cái ví dụ khác đấy. À bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái cấu trúc câu khác. Lúc nãy chúng ta lấy cấu trúc câu là gì? Là pakhos nakavo đấy. À, Akus pakhos giống giống nakavo ngại. đấy. Vâng. Đó. À bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ là một cấu trúc câu mới đó là với chỉ đấy. Vui chi giá mush, à, lấy chồng Lấy giá chồng.
ca của mù Jacavo đấy. À, cái câu Jacavo này chính là câu hỏi cách 4 này đấy lệ em chưa. lệ À, Jacavo đấy đó, which is a một Jacavo đấy. À, đó, ví dụ như là Natasha lấy bạn của tôi làm chồng đấy. Dạ. Natasha Na vышла, она вышла, да? Вышла. За муж. Она вышла замуж, да? За, Dạ. а, за, да, руга, да? Được. За друга. À, bạn của tôi. My его Mày друга. kéo Да? vô Natasha вышла замуж за моего друга. Natasha Vâng lấy anh bạn của tôi làm chồng, đấy. Lấy bạn của tôi làm Vâng chồng. Tạ. Vâng À, thế tiếp theo nào. À, tiếp theo chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ khác nữa. Tạ. Một ví dụ khác. Tạ. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một ví dụ với lại một cái từ mà có đuôi mềm đấy. Đó là từ u chi chen. À, u chi chen. Uchiền À, môi u chi chen. À, môi u chi chen đấy. À, môi chi chen là gì? Môi chi chen là người thầy giáo của tôi đấy. À đó. À, thế thì bây giờ nói là hoa lấy người thầy giáo của tôi làm chồng. Cô hoa đấy. Hoa 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 đấy. hoa Hoa vui vui là đấy. là Giá mù giá vui mù đấy. Giá giá à, môi bây giờ chúng ta phải biến đổi này, môi thành gì nào? Mai mai ye vô mai đấy. mai À, u chi chen lẻ đấy. À đấy. mai Hoa vui là giá mù giá mày vô chi chen lẻ đấy. đã À, em hiểu chưa? Đấy. Nhớ vô chỉ tạ. là đã À vâng đó. Thì đây là chúng ta có cấu trúc thứ hai là cấu trúc gì? Lấy ai làm chồng đấy? Lấy ai làm chồng? vâng Tạ. À, thế tiếp theo chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ khác với lại một cái động từ nazvat. Nazvat. À đấy. À, gọi tên ai? À, chúng ta hay là đặt tên, chúng ta gọi đặt tên đấy. Đấy. À, nazvat kavo. Kavo đấy. À, kavo. Đặt tên ai? À, là gì đấy? À, cả Vâng. đấy. À, kavo cả đấy. Đó. Ví dụ như là chúng tôi gọi con trai chúng tôi là nam. Mười Dạ. na giờ vá ly, Na mười na giờ giờ vá ly. đi. À, na sever Na. sư na. Na. À, nam. Dạ. Xuyên. Na sever sư na nam. Na. À, thì đây Nam. đây cái cấu trúc na sever sư na là nó là cái bốn đây đấy Dạ. đó. À, thì câu nào này, mười na giờ vá ly na sever sư na nam đấy. À, bây giờ chúng ta Đã. sẽ lấy một ví dụ khác. À, chúng tôi gọi con gái của chúng tôi là hoa. À, hoa đấy. À, Vâng. hoa. À, ví dụ thế. Hoa. À, đó. Thế giờ chúng ta phải dùng cái từ gì? Na su đột cu đấy. Nasu À, mình nazvali nasu đột cu hoa đấy. Mình nazvali Đã. nasu đột cu hoa. À, đúng chưa? Đấy. Vâng. Đó. Như vậy thì qua đây thì là chúng ta đã hôm nay chúng ta xem xong cái bài gọi là bài về các từ loại ở ở cách 4 đấy. Các từ loại cách 4. Ta khá Dạ. show. Thế thì có lẽ là bài của chúng ta hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Thời Dạ. gian còn một chút nhưng mà thầy giáo phải xin phép bởi vì là hôm nay là phường ủy ban phường có thứ này đến để chúc mừng mẹ thầy giáo là bao nhiêu năm tuổi đảng đấy, đâm ra là bây giờ phải xin phép em Vâng. thì sang để đón khách một tí đấy. À, Dạ vâng, dạ. đó, thế cho nên là xin phép em nghỉ sớm một chút nhé đấy. Dạ À, vâng, lát nữa spasiba. Thế thì dạ. sau đó thì em Dạ, nhà em sẽ cố gắng xem lại cái video này một vài lần để cho nó nhớ nhé, bài nó hơi khó một tí đấy. dạ vâng ạ, Spasiba desida nhé, paka. dạ. Dạ.